Mày tao lao quá lắm. Kiểu này mà đi ngang nhau bóp cửa. Có ai biết đâu, khỏi bóp cửa đâu, khỏi bóp. Bóp chạy ngang cửa sang. Bóp chạy lên tới cửa cái bóp càng cái nha. Cửa nào? Cửa nào đâu, tại nó chơi. Tại chạy đây ra nó rồi bóp cửa nó cái. Bóp càng chạy ngang bóp càng cái. Chở mấy anh này nhậu say rồi mấy anh giờ trở về nhà bỏ xe bỏ máy ở ngoài này hết quê là bây giờ mày lại cho tới quê mà. Mình đồng quê mà mới chơi mấy anh để xe để để máy ở ngoài ruộng hết rồi bỏ để ráo lậu trên ngoài đó đó chơi mà không tới thì là dân quê đúng rồi. Sáng giờ mấy anh nhậu mấy hôm thấy camera kìa thấy không? Anh không có chào hỏi gì trơn, có gì xin không? Hello. Anh em mình muốn mình gặp nhau. Anh mở lên YouTube rồi có đó. Gặp nhau. Đăng lên mạng luôn nha. Đúng rồi. Đúng chứ. Sáng giờ muốn chai với có hai thùng bia chứ. Thì mình nói vô nhẹ thôi. Xe bỏ ngoài ruộng rồi, máy cũng bỏ ngoài ruộng luôn. Chủ ruộng giữ giùm. Quan trọng là ở đây là cái xã huyện gì Vĩnh Hưng anh hả? Huyện Vĩnh Hưng xã Hưng Lợi A. Đây là xã Hưng Lợi A huyện Vĩnh Hưng. Tỉnh Long An. Hưng Điền A. Huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An. Không nhận có anh tài xế gì mà lố quá anh chạy hoài luôn quá. Chừng nào đi uống bia mà. Chỗ là anh uống bia chạy vô chỗ đó luôn đi. Anh ở dân địa phương anh không biết sao em biết được. Anh nói lên anh đúng bây giờ luôn. Trái phải với anh. Trái. Ok. Giống như em Chưa ra đây cái bố kèn cho nó biết cái nào. Chưa tới. Giờ qua khỏi nhà thiết này bố kèn cho nó biết cái. Chờ các bạn đó lỏ nè. Bố kèn. Bớt bự bự. Rồi xong luôn, chợ nó đi. Anh đó cũng nhậu say đó. Bò anh ơi, chở cái đường hút bò, hút bò. Hút bò vô con bò luôn hả? Hút con bò. Lúc rảnh là đây. Đó là chỗ rắn đó là đậu anh ơi. Chỗ nào? Đó trước đó. Lúc trước là xe đẩy trước. Bên tay phải, bên tay trái đó, ngủ đó. Ok. Vẹo nó vô nhà luôn đi chứ khỏi đi ra. Uống nước hả? Vẹo trái hả? Vẹo trái. Đó, chỗ trang trang đó là vẹo. Trái ngày đó. Đó. Đá trái vẹo vô. Đá lầm trần. Đá lầm lầm của trần. Vô. Đá trái vẹo vô. Đó, vẹo vô luôn. Vẹo hết trái luôn. Cái xe kia tới. Có cái củi rồi. Hết củi luôn rồi. Đây vô cái đường vẹo xuống. Ừ. Còn đường vẹo rồi. Hai đường rồi để em mở cho nha. Đừng mở xe nó ấy đó. Rồi. Đi có ghế này quá im. Rồi của anh lái anh chạy đâu? Vô đây uống phê luôn đi, tao dẹp cây đó tự ghe vô. Rồi qua để xuống mình xuống trước hả? Còn ảnh cắt xe riêng. Vô đây luôn chứ cắt gì đó. Thì ảnh cắt cái xe đặng vào đây luôn. Yeah.